Hiện tại, người hâm mộ trên cả nước đang cùng hướng về đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới, Miss Universe để theo dõi hành trình đem chung đi đánh sứ người, của Khánh Vân. Tuy nhiên bất ngờ lớn đã xảy ra, đại diện dù được đánh giá rất cao lại không được gọi tên trong top 10. Thế nhưng cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, cũng không thể phủ nhận những nỗ lực cũng như sự cố gắng không ngừng của cô gái trẻ đầy nhiệt huyết này tại đấu trường nhan sắc tầm cỡ quốc tế chiến lược váy áo cao tay, vừa quảng bá văn hóa Việt Nam, vừa chặt chém, hết nấc. Đến với Miss Universe, Khánh Vân và ekip của cô đã có màn chuẩn bị vô cùng đầu tư, thể hiện sự chỉnh chu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể thấy, ngay từ khi xuất hiện tại sân bay Tân Sơn nhất, người đẹp gây sốc khi mang theo 17 kiện hành lý, các vali đều có tông màu đỏ, vàng giống như màu của lá cờ dân tộc. Cũng tại đây, cô nàng đã tạo ấn tượng với khán giả bởi bộ trang phục đầy ý nghĩa có họa tiết hình trái tim. Theo đó, mỗi trái tim là một lời chúc và tình cảm yêu thương mà mọi người dành cho Khánh Vân kèm lời những nhắn gửi đầy xúc động. Cho đến lúc chính thức đặt chân đến Florida, Mỹ, Khánh Vân lại khiến fan quốc tế phải chú ý bởi những thiết kế cực hút mắt, khoe trọn đường công cơ thể. Đáng nói nhất chính là những bộ trang phục đậm chất Việt Nam được lấy cảm hứng từ bông sen, bông súng, dụng bật thang. Hành động này đã khiến khán giả trong nước vô cùng tự hào khi những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam trở nên gần gũi hơn với bạn bè quốc tế. Khánh Vân đã đem đến Miss Universe những trang phục vô cùng ý nghĩa. Trang phục lấy cảm hứng từ dụng bậc thang đã khiến Khánh Vân trở nên nổi bật hơn cả. Thiết kế áo dài giúp tôn lên đường công quyến rũ của Khánh Vân. Khánh Vân khiến nét nắm, đã mắc với loạt trang phục cực ấn tượng. Liên tiếp lọc top trên các bảng xếp hạng, nhận được nhiều chú ý, ưu ái đặc biệt từ Miss Universe. Kể từ khi tham gia Miss Universe, Khánh Vân liên tục được xuất hiện trên trang Instagram của cuộc thi. Không chỉ gây sốt với bộ ảnh chụp cùng Miss Universe 2019, Rory B, Khánh Vân còn được trang Instagram Miss Universe chia sẻ hàng loạt clip về mình. Khánh Vân xuất hiện liên tục trên story Instagram của Miss Universe đại diện Việt Nam còn được chụp hình cùng Miss Universe 2019, Jory B. Tungri. Trong suốt cuộc thi, Khánh Vân liên tục ghi điểm và nhanh chóng thăng hạng trong hàng loạt bản dự đoán xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp danh tiếng và uy tín trên thế giới. Điển hình là sáng ngày 14 tháng 5, trang Misosolori đã công bố bản dự đoán thứ hạng của các người đẹp trước thềm bán kết. Đặc biệt, Khánh Vân được dự đoán sẽ vào top 10 Trung cuộc, trước đó ít hôm đại diện Việt Nam được xếp ở vị trí thứ 12. Bên cạnh đó, chuyên trang sắc đẹp Sash Fator của Philippines cũng đã đăng tải bản dự đoán về kết quả. Bất ngờ thay, Khánh Vân được cho rằng sẽ đăng quang Miss Universe lần thứ 69, vượt qua cả những người đẹp đến từ các cường quốc hoa hậu. Việc liên tục bứt phá và tạo ấn tượng đã giúp Khánh Vân được dân tình đánh giá cao và kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích tại Miss Universe 2020. Khánh Vân liên tục được dự đoán sẽ lọt tốt tại Miss Universe. Đây là tín hiệu đáng mừng và tự hào cho đại diện Việt Nam trước thềm bán kết. Khánh Vân từ vị trí 12, bứt phá lên top 10 trong bảng dự đoán kết quả chung cuộc Miss Universe 2020 theo chuyên trang sắc đẹp Misolodi. Bùng nổ từ bán kết đến chung kết, dừng chân tại top 21 trong tiếc núi. Vào 7 giờ sáng ngày 14 tháng 5, Khánh Vân đã bước vào phần thi nation nộ costume. Trang phục kén em được cô nàng lựa chọn có phần khung đóng, mở độc đáo, nặng khoảng 30 kg. Chính vì thiết kế công kềnh, việc lắp ghép sao cho đúng và trình diễn tự tin cũng là thử thách với Khánh Vân. Đến lúc trình diễn, đại diện Việt Nam đã không may gặp sự cố với lớp vỏ kén ở ngoài nên cần khá nhiều thời gian để mở ra. Sau đó, phần vỏ kén lại đột ngột đóng lại. Nhưng với khả năng ứng biến tài tình, Khánh Vân đã giải quyết sự cố đó bằng một vài động tác tay cực quyển chuyển nhưng vẫn giữ được thần thái và sự tự tin. Cô nàng tỏa sáng trên sân khấu Miss Universe và nhận được vô vàng lời khen từ khán giả. Clip, Khánh Vân gặp sự cố tại sân khấu thi phụ quốc phục nhưng cô nàng vẫn hoàn thành tốt phần thi của mình. Cận cảnh khoảnh khắc Khánh Vân mở tung kén em với khả năng ứng biến đỉnh cao. Nàng hậu đã xử lý sự cố nhỏ trên sân khấu vô cùng thông minh trong đêm chung kết và bán kết, Khánh Vân xuất hiện và chặt đẹp dàn đối thủ nhờ nhan sắc, thần thái đỉnh cao. Dù vậy, nàng hậu đã dừng chân đầy tiếc núi ở tốt 21. Tuy nhiên, tất cả khán giả Việt Nam đều vô cùng tự hào vì hành trình đầy nhiệt huyết, màn thể hiện thông minh và khéo léo, xuất sắc của Khánh Vân tại Miss Universe 2020. Khánh Vân đã có màn xuất hiện với bikini cực ấn tượng tại đêm bán kết trang phục dạ hội đã giúp Khánh Vân ghi điểm tuyệt đối. thần thái chính là điểm gây ấn tượng nhất của nàng hậu tại đấu trường quốc tế. Khánh Vân tiếp tục bùng nổ ở đêm chung kết, lọt top 21 với thành tích kỷ lục thí sinh có nhiều vốt nhất lịch sử Miss Universe. Khánh Vân đã không thể lọt top 10 Miss Universe, nhưng cô đã có được hành trình và vị trí đáng tự hào. Ảnh sưu tầm